Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì trước mắt các bạn đây là Crown Mailing Database. Thì đây là một web mình cũng biết từ lâu rồi. À cũng không phải là từ lâu lắm nhưng mà mình biết rồi, bởi vì web này nó được quảng cáo trên các kiểu như các bạn kích quảng cáo nhiều hoặc các bạn tham gia các chương trình kiếm tiền online của mình hoặc những web mình đã giới thiệu, thì việc cái web này nó được quảng cáo, rất được nhiều người quảng cáo rồi. Nhưng mà thì cũng là do một số bạn cũng yêu cầu, đâm ra mình mới phải làm web này. Chứ thực ra thì mình cũng biết rồi nhưng mà mình đã bỏ qua nó. Thì do các bạn yêu cầu thì mình sẽ làm. Ok, chúng ta sẽ đi xem web như thế nào nhé. Về tổng quan web thì nó cũng là giống như hết tất cả những cái web mà mình đã từng giới thiệu cho các bạn thôi. Thì profile này 3-10% là lợi nhuận này, đô này. Thì các bạn có thể tính đô, ví dụ như là bạn vào 10 đô thì bạn sẽ mua được 1.000 GHZ và 1 đô sẽ là 100 GHZ. Đấy là nó có các hệ thống để thanh toán cho các bạn. BTC là coi cái đấy mình sẽ vào sau. Đây là phần calculate profit lợi nhuận, bạn thể calculate lợi nhuận cho 3 ngày đấy. Thì tí nó vào sâu bên trong. Thì web thì nó đương nhiên là một dạng web mới ra rồi. Đây tổng tự nhiên về tổng cho ngày hôm nay thanh toán là 7.000 đây. Question như các kiểu, các bạn thể xem 14.600 người dùng Miner 24 giờ và các kiểu. Payment support deal, nói chung là FPK 6% đến 3 level cơ. Đăng ký ngay thì nhận được 100 GHZ, vẫn là một kiểu dạng bình thường thôi. Check in. Chọn index này cho mình. Chọn tiếng Anh đi. Cái bạn này bạn mình lấy luôn reference của bạn này vì thực ra bạn mình đã biết cái web này rồi, nhưng mà thôi mình cứ lấy luôn reference bạn KB55 này thì là bạn ấy cũng là một người ấy thôi, không vấn đề gì cả. Bạn ấy thích mình làm thì mình làm thôi, chứ bởi vì nó không, khi mình biết web thì nó cũng không phải là có gì cũng quá là đặc biệt, kiểu như là một dạng giao diện của nó thì tương đối là đẹp chứ không phải là một giao diện bình thường ấy đâu. Xong rồi này. Ok. Đấy thì khi bạn đăng ký phát là các bạn đã vào luôn, các bạn nhìn đây. Thì giao diện của nó thì được gọi là tương đối là đẹp, cũng không phải là một dạng làm theo kiểu dạng cẩu thả quá. Thì ngay khi ban đầu thì nó cũng là một cái dạng web mà mình giống như kiểu mình hay giới thiệu cho các bạn rồi. Thực ra những cái web này mình cũng bán máu rất nhiều, các bạn có thể quay lại kênh YouTube của mình. Thì các bạn có thể xem được là cái, nếu các bạn chưa biết quá nhiều ấy thì các bạn quay lại kênh của mình, sau đó thì các bạn tham khảo thêm những cái kiểu dạng web như này để cho biết cụ thể hơn. Đây video này. Thì mình cũng post gần đây nhất là cái web chạy kiểu dạng như vậy. Đây. Thì cái web này hiện tại đang, đây mình sẽ rút thử web này cho các bạn xem. Hiện tại cái web này đang cũng không ngon cơ. Đây mình vào thử cho các bạn xem này. Web mới luôn, cũng dạng kiểu như vậy. Mặc dù nó cũng giống như vậy nhưng mà nó sẽ là cái giao diện khác, thì đương nhiên nó phải giao diện khác rồi, nhưng cơ chế hoạt động thì nó cũng là giống nhau. Mình get link cho các bạn xem. Đấy, toi rồi đúng không? Cái web này nó toi xứ rồi. Những cái thằng như thế này rất là nguy hiểm. Mặc dù là rất là ngon đấy, cũng là vừa mới ra chứ các kiểu. Thì mình sẽ check tiếp cho mình cho bạn cái thằng đấy đấy này. Bản chất hai thằng này nó giống hệt nhau, mình thấy nó giống rất giống nhau. Về cái cơ chế rồi những thứ mình lại rất sợ nó là không chạy nổi 10 ngày. Nếu như nó chạy được khoảng độ 1 tháng thì lại ngon, nhưng mình lại chỉ sợ nó không chạy nổi 10 ngày chứ chưa nói là đến 1 tháng. Cái dự đoán để nó được chạy được bao nhiêu ngày rất là khó. Đây ngày đăng ký của ngày của nó ngày 11 tháng 6 và ngày hết hạn của nó là ngày 20 bao giờ thì nó cũng hết hạn 1 năm. Nó cũng cái date mà nó đăng ký là 33 ngày rồi, cũng không phải là ấy.
mà trong khi đó ngày online của nó ở đây thông báo là 6 ngày. Thì có nghĩa là nó cũng có thể là do việc nó đăng ký trước thì nó sẽ nhận được cái kiểu như vậy. Đâm ra nó 6 ngày này. Cũng khó nói. Thôi thì các bạn cứ xem lại, tham khảo thêm mấy những cái kiểu như là web của mình, vì căn bản mình cũng không muốn cái thằng này. Mình cảm thấy tuy là thằng giao diện nó tốt thật, nhưng mà cái sự đồng khớp giữa kiểu như là check cái ngày đăng ký và cái check ngày chạy của nó không có đồng khớp. Ok, thì ở với web này thì nó vào là cho bạn 100 này, với đô là như này. Thì những cái web như này nhá, lưu ý là chỉ dành cho những bạn đã biết chơi lâu rồi và các bạn muốn chơi theo kiểu mạo hiểm, chứ không phải là những cái web dành cho những bạn mà mới chơi đâu. Mới chơi thì các bạn ra chơi miễn phí cho mình, cứ chơi miễn phí trước đi, xong rồi hãy vào những web như này, thì khi đó mình nói nó sẽ dễ hiểu hơn, các bạn cũng sẽ dễ hiểu hơn ấy. Chứ mới chơi mà vào xem những web như thế này thì cũng, các bạn xem thì tham khảo thì được, chứ còn xem để mà để hiểu ngay mà để chơi giỏi ngay thì chắc chắn web như thế này các bạn sẽ không kiếm ăn được gì ở chỗ đoạn này đâu. Nên là tốt nhất là như vậy. Thì với những cái kiểu web như này ấy, trăm này thì mình sẽ ví dụ nha, mình sẽ trăm này tương đương buy giá 1 đô thì tương đương cái này là 1 đô, tương đương nó cho bạn 100 GAZ tương đương 1 đô. Vậy thì bây giờ ví dụ mình đào đô thì mình kéo đây, kéo hết đây. 100% sức mạnh của mình sẽ chọn đào đô. Đấy, thì bây giờ mình sẽ loát lại phần mining một chút. Thế các bạn thể tính toán đấy. Một tháng mình sẽ hồi vốn. Trong vòng một tháng hồi vốn nhá. Thì nếu như cái web như thế này, nếu mà ngon nghẻ, cực kỳ ngon thì may ra nó chạy được một tháng. Những cái kiểu như này may ra chạy được tháng hoặc hơn tháng. Hoặc nếu mà ngon cho kiểu thần thánh nữa thì nó sẽ chạy được khoảng 3 tháng. Và trong khi nó chỉ chạy 3 tháng thần thánh mà 3 tháng thì trong vòng 2 tháng thì bạn chỉ rút tiền ở trong vòng 2 tháng thôi. Thì nó sẽ hết balance, nó sẽ cũng khó mà rút được ra ở trong những cái web như này. Cái kiểu dạng web này này, nó rất... Nói chung là theo kinh nghiệm của mình rồi thì tốt nhất là không nên chơi. Các bạn có thể tham khảo thôi, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình rồi thì không nên chơi. Các bạn có thể, link của web mình sẽ để phần đăng ký bên dưới để các bạn có thể tìm kiếm may mắn bằng việc là đây, nhưng mà gần như là không ăn thua gì đâu. Cái web như này, cách chơi của bạn đơn giản như này. Để mà với một web như thế này thì anh em cứ đăng ký. Sau đó thì với cái kiểu như này thì chắc chắn các bạn không thể rút được rồi. Các bạn cứ bỏ hết đi cho mình. Sau đó kéo cái mắc phần này lên. Cách chơi của web như này nhá, vì chắc chắn nó sẽ scam. Kéo phần này đây này, đào GHZ thì cùng nắm trong vòng khoảng độ 20 ngày, bạn chỉ rút được trong vòng 20 ngày thôi, không thể rút được cao. Thì các bạn mang, sau khi có được cái GHZ này, các bạn đào bình thường, đăng ký bình thường này. Các bạn không đầu tư thì chắc chắn anh em không chơi đầu tư được rồi. Thì ấn vào đây thì nó đầu tư, bạn có thể vào được Perfect Money, BRAVK. Đối với mình vào khoảng 1 đô để một tháng sau nhận lại 1 đô thì cũng không vấn đề gì cả. Bởi vì khi mining như này, bạn kéo lên nha, 1 đô này thì chắc chắn trong vòng tháng sau mình sẽ hồi vốn 1 đô. Và như thế mình sẽ, nếu như web chạy được khoảng độ hơn 30 ngày nữa thì mình sẽ hồi đô, thì mình sẽ hồi vốn. Thì nếu như mình vào đây 1 đô, đối với mình 1 đô nó không phải là một vấn đề, thế nó đơn giản thôi. Nhưng mà mình vào nhiều kiểu web như này rồi thì như cái web này này, mình đã bảo là thôi thì mình vào tiếp 1 đô, nhưng mà mình vào bằng Bayer để cho tìm kiếm chữ may mắn. Đâu nhỉ? Đây mình sẽ nói lúc mình vào bằng đầu tư vào cho các bạn xem để đẩy GHZ lên. Đây payment. Đây, mình vào bằng Bayer. Thì mình lúc mình đã bảo rằng là mình lúc nào cũng đen, vào bằng Perfect Money thì nó ăn, và vào Bayer thì bao giờ nó cũng đen. Thì lúc đấy mình đã vào bằng Bayer với y rằng là nó đen thật. Mình biết, chứ không phải là mình không biết. Thì ở đây nó có 3 hệ thống để cho các bạn thanh toán thôi. Còn đây là bạn có thể sử dụng chính cái Binance này. Cái Binance của bạn có nghĩa là bạn đào được thì bạn có thể ấy được. Chứ còn đây nó chỉ cho bạn thanh toán bằng Bayer và với cạc, nó không cho ấy nhiều. Thì cái này nó chơi thế kiểu này là bạn ấy rồi. Reset Binance có nghĩa là các bạn đấm thẳng tiền vào đây. Có nghĩa là
các bạn đây nó cho một cái địa chỉ này, đây các bạn load ra thì có nghĩa là các bạn nó cho bạn địa chỉ và bạn chuyển thẳng tiền vào cái địa chỉ này. Đây cái đại khái là một dạng ví như của nó, ví nội tại của nó, thì các bạn chuyển thẳng, nếu như bạn sử dụng ấy chuyển thẳng vào đây. Nếu như một web ngon ấy thì nó sẽ cho mình cái code nữa, cái code thì mình để scan ấy và nó tính toán được là nếu như mình muốn vào bao nhiêu. Nhưng mà cái này thì nó cũng không cần phải tính toán, bởi vì vì nó vào bao nhiêu thì nó tính bấy nhiêu, chứ nó cũng chả cần phải tính toán gì nhiều. Ok, thì đây là cái kiểu như này thì mình cũng không thích lắm. Đại khái đầu tư kiểu này mình không thích lắm. Ấn vào withdraw này thì khi các bạn có thì ấn vào withdraw thôi. Thì khi này Binance không có thì ví dụ đô này thì bạn sẽ nhập địa chỉ ví ở đây, nhập vào số đây, min của nó là 1 đô. Nếu dog thì sao? Dog của nó 1 dog là sẽ min của nó là 3000 dog, cao phết nhỉ. 3000 dog tương đối cao, vì một số web thì min của nó sẽ vào 1000 dog thôi. Còn Bitcoin thì 200.000 satoshi. Đô vẫn là một khả quan nhất bởi vì min của nó rút là 1 đô, tương đối là đơn giản. Thì nó có thể rút về Perfect Money hoặc Bayer tùy các bạn. Đấy. Thì với sự thanh toán của Crowd Mining Rate như vậy thì tổng quan web nó chỉ có vậy, nó không có nhiều. Ngày 6 chạy 6 ngày, lúc 1 2 ngày bọn nó đã quảng cáo rầm rộ hết cả lên rồi chứ không có gì. Nên phần My Account các bạn có thể đổi giữa các thứ password, còn Skype thì với banner này là phần mời bạn bè. Ok. Thì đấy, tổng quan web lại thì đối với các bạn muốn chơi miễn phí, các bạn thứ nhất đăng ký web cho mình, cài mắc này cho mình, sau đó vào phần banner lấy link này quảng cáo ở tất cả các mọi nơi, các bạn lấy link đấy xong đó các bạn đem đi quảng cáo ở tất cả những mọi nơi, quảng cáo ở tận những cái web đây, như kiểu bạn ấy cũng quảng cáo này dưới anh làm web này đi đấy chẳng hạn, như bạn lấy quảng cáo chẳng hạn, hoặc bạn ấy quảng cáo ở tất cả các mọi nơi, quảng cáo ở trên kênh nước ngoài ấy, chứ đừng quảng cáo ở Việt Nam thì sự tìm kiếm may mắn của bạn sẽ rất là ít. Các bạn có thể tìm những cái web quảng cáo, ví dụ như những cái web như này, web quảng cáo này, hoặc là xem quảng cáo. Đây một số web xem quảng cáo đây của mình có giới thiệu một số web xem quảng cáo. Đây một số web kiếm đồng thu bờ cũng do bạn xem quảng cáo, thì bạn không rút tiền về nữa và bạn dùng số tiền đấy đi để quảng cáo, hoặc là bạn lên những diễn đàn của nước ngoài các bạn quảng cáo, thì sẽ có rất nhiều người nước ngoài muốn tìm kiếm sự may mắn và họ sẽ đầu tư vào. Và khi họ đầu tư vào cái web này thì chắc chắn cái kiểu web như này bạn sẽ chỉ rút được trong vòng khoảng độ 20 ngày thôi. Lưu ý, mình nghĩ rằng là nó chỉ sống được khoảng độ 20 ngày thôi, các bạn có thể tin tưởng ở mình ở cái đoạn đấy. Đây để xem cái web này nó chạy từ hôm đấy mình mới ra một ngày thì bây giờ nó sẽ chạy được bao nhiêu lâu, để xem rõ. À, 3 tuần trước, đúng chuẩn luôn. 7/3/21, đây 19/6. Và hôm nay là ngày 15 rồi. Tầm 20 ngày thôi, hơn 20 ngày thôi. Chứ không thể chạy lâu đâu. Chạy lâu được đâu, bởi vì cái web này mình có rút thì cũng chỉ rút được một lần thôi. Không thể chạy lâu được ở cái web này, vì mặc dù nó có tuy là sai khác đấy, thật đấy, nhưng mà nó không ăn thua đâu. Nên là các bạn lưu ý ở đấy, mình muốn nói cho các bạn sự thật để mà khi anh em, nhiều khi mọi người cứ hướng dẫn các bạn xong rồi bảo phải đầu tư vào 1 đô đáng bao nhiêu tiền. Nhưng mà chúng ta không nên thế. 1 đô đúng là 20 mấy nghìn, không đáng là bao nhiêu tiền, kể cả mình đầu tư vào đây ấy cho các bạn xem cũng được. Ví dụ như nhá, bây giờ mình sẽ đầu tư vào và cho các bạn xem. Đấy, sau đó mình đào đô, nói chung là không rút được đâu. Đây, mình sẽ vào hẳn. Ôi, lâu rồi không khai trương Bayer thì mình sẽ Perfect Money, mình sẽ đầu tư. Thì khi đầu tư rồi thì cái bạn này, cái bạn mà giới thiệu cho mình cái bạn này này. Để bạn chơi game giao lưu này, đấy. Bạn ấy cũng sẽ được hưởng lợi ở cái chỗ đoạn này. Thì thực sự là mình không muốn đầu tư ở cái kiểu dạng web như này, nhưng mà dù sao không vấn đề gì cả. Đầu tư 1 đô đối với mình 1 đô nó nhẹ nhàng lắm. Thì mình sẽ đầu tư vào cho các bạn xem nó sẽ như thế nào. Thoải mái mà, vì 1 đô đối với mình nó là gì đâu. 3, 3, 7, 6. Đây. Thì phí sẽ là 0.1 đô. Xác nhận thanh toán. Còn đối với mình đây, thế là xong.
sau khi bạn vào một đô xong thì bạn kích vào phần mailing này thì bạn sẽ nhìn thấy là bạn sẽ lên được 200 HZ này. Đấy, một đô tương đương với 200 HZ, thì nó chạy lên chưa. Thì bây giờ mình sẽ ấy lại, thì khi đã vào một đô thì chắc chắn là rút được rồi, nhưng mà quan trọng là của nó có chạy được bao lâu nữa không. Config ở đây mailing nhá, à ấn vào đây này, đây thì trong một tháng mình sẽ lấy được 2 đô, nhưng mình sợ nó không chạy nổi một tháng ý. Chứ còn nếu mà chạy được một tháng thì ngon, một tháng thì coi như mình gấp đôi số tiền và ăn được cái số tiền kia ra. Nhưng mà tìm kiếm may mắn thôi, tỷ lệ nó chạy được một tháng ở cái web này nó chỉ là đạt đến 60% thôi, không được cao đâu. Nếu mà may mắn thì mình sẽ được 2 đô. Ok, cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của mình. Nhớ nghe những gì kỹ mình nói, mình phân tích. Có thể là nó sẽ hơi khó hiểu so với các bạn một chút, nhưng dần dần sau khi các bạn xem nhiều clip của mình, rồi xem nhiều lại những clip mà mình đã làm ở những web như thế này, thì các bạn sẽ dễ dàng hiểu được thôi. Ok, cảm ơn các bạn. À, lưu ý nha, một số web này nó yêu cầu bạn phải lên level này. Đây nhất là những cái web level này. Nếu càng cao, một số web nếu như nó yêu cầu bạn phải lên level 3 mới cho rút cơ. Thì nếu như thế thì anh em cứ đào cái GHZ, hoặc là nếu chẳng may đào đô này rồi thì chuyển GHZ sang bán đi thì nó cũng đỡ, thì không vấn đề gì cả. Ok, cảm ơn bạn.